Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì trong video này hôm nay Vinh sẽ hướng dẫn cho các anh chị một công cụ cực kỳ mới. Công cụ này rất là hữu ích khi mà chúng ta muốn tìm hàng ở những cái trang 1688 và trang Taobao ở bên Trung Quốc. Thì thay vì khi mà chúng ta đang thấy một cái sản phẩm nào mà đang hot á ở bên trang Taobao mà chúng ta muốn nhập về á, chúng ta muốn tìm cái giá sỉ của những sản phẩm này á, thì các anh chị hay thường á, là chúng ta sẽ tìm bằng từ khóa này, tìm kiếm bằng hình ảnh và tìm kiếm bằng danh mục, đúng không? Thì thông thường khi mà chúng ta tìm chúng ta tìm kiếm bằng hình ảnh cho nó nhanh, đúng không? Tìm kiếm hình ảnh chúng ta tải cái này xuống, sau đó chúng ta vô trang 1688, chúng ta tìm kiếm hình ảnh, đúng không? Thì như vậy thì tìm kiếm nó rất là lâu. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh chị một cái công cụ, đó là công cụ này á, là chỉ cần khi mà chúng ta tìm một cái sản phẩm nào đang hot, chúng ta chỉ cần kích re vô cái màu vàng này thì nó sẽ sang trong 1688 và chúng ta biết giá sỉ của nó luôn. Thì công cụ này nó tên là gì à, các anh chị thấy không, công cụ nó tên là gì? Công cụ này nó tên là Sen. Công cụ này nó tên là Sen.1688.com. Vinh sẽ xóa đi nha, Vinh sẽ xóa đi và Vinh sẽ làm lại cho các anh chị. Mình sẽ xóa đi. Ok. Đó. Quay trở lại thì không. Thì như lúc đầu nha, thì nhiệm vụ của anh chị là bấm vào sen.1688.com này, chúng ta kích vào cái đây này. Chúng ta sẽ tải lên Google Chrome. Ok chưa? Anh kích vào. Và chúng ta thêm vào tiện ích. Khi mà thêm vào thì nó sẽ xuất hiện lên đây. Chúng ta bấm thêm tiện ích vào. Đây. Thêm tiện ích vào. Ủa sao không được ta? Rồi chúng ta vào. Rồi nó làm xong, nó được rồi các anh chị. Đó, thì công cụ này nó cực kỳ nhanh, nó giúp cho các anh chị tiết kiệm về thời gian, cũng như là chúng ta sẽ nó ra một cái sản phẩm mà chúng ta kiếm nó càng nhanh hơn. Đây, chúng ta kích vào. Đó, nó sẽ ra giá để các anh chị biết. Rồi. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này nha. Nếu mà các anh chị nào nếu mà thắc mắc về kiến thức về nhập hàng Trung Quốc và không biết muốn coding một mẫu, có thể liên hệ Vinh 0981666163. Vinh sẽ hướng dẫn cụ thể cho các anh chị luôn. Xin cảm ơn các anh chị nha. Hẹn các anh chị trong video tiếp theo.